chào tất cả quý vị khán giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn tiếp tục cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin về cái chết oan ức của em quân nhân Trần Đức Đô. Có những thông tin từ phía gia đình, một ngày trước khi tử vong, quân nhân Đức Đô gọi điện về cho gia đình, cụ thể là cho dì ruột của em. Giữa hai người, họ chia sẻ với nhau những điều gì? Xin mời tất cả quý vị khán giả xem chi tiết. Trong mấy ngày qua, cái chết của quân nhân Trần Đức Đô đã gây rúng động toàn dân trong nước Việt Nam cũng như cộng đồng trên YouTube và truyền thông trong và ngoài nước. Tuổi đời 19 ra đi mãi mãi không về, để lại cho gia đình và thân nhân nỗi đau không nguôi. Những giây phút tiễn đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng, những người đồng đội, bà con, cô bác, láng giềng, nhân dân nơi đó và cộng đồng mạng vô cùng xót xa. Giờ đây em chỉ còn là di ảnh và trong ký ức của mọi người. Đặc biệt là tiếng gào thét của ba mẹ tiễn đưa con trai trong uất nghẹn, tiếng gọi tên con đến xé lòng. Những giọt nước mắt đã cạn, đôi chân trần không còn vững vàng để bước đi, nhưng cố bám víu linh cữu con trai mình đến giây phút cuối cùng. Thật là đau xót nhỉ. Rồi đây ba mẹ có những khoảng lặng đi, nhìn xa xăm đâu đó, nhớ hình bóng con trai mình. Chắc có lẽ nỗi đau này mang theo suốt cuộc đời không thể nào quên. Tất cả chúng ta, ai đó đã nghe và xem qua không khỏi xót xa. Đâu đó cũng có những giọt nước mắt rơi và đôi môi mím lại, lòng quặn đau, thương xót vô cùng. Được biết thông tin cái chết của em Trần Đức Đô vô cùng oan ức. Cộng đồng mạng trong nước cũng như là ngoài nước, bà con nhân dân đang quan tâm cái chết oan ức của em Trần Đức Đô. Lúc 14:30 ngày 28 tháng 6, đơn vị đã tìm thấy đồng chí Đô trong tư thế treo cổ tự tử trên cây phía sau khu nhà vệ sinh cách thao trường 50m. Nghe tin cái chết thương tâm của con trai mình, gia đình quá sốc và làm mọi cách để tìm ra sự thật cái chết oan ức của con trai. Hiện tại cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, sẽ có kết quả sớm nhất. Theo sự động viên của các cơ quan ban ngành, đến 14 giờ chiều ngày 1 tháng 7, gia đình, đơn vị, chính quyền địa phương cử hành lễ tang quân nhân, binh nhì Trần Đức Đô theo nghi thức quân đội. Lễ tang được tiến hành ở nghĩa trang làng Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, quê hương của binh nhì Trần Đức Đô. Để phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an kiểm soát, hạn chế người vào dự đám tang. Ngoài gia đình, đại diện đơn vị của quân nhân Trần Đức Đô, chính quyền địa phương, chỉ có họ hàng, hàng xóm, gần với gia đình, bạn bè của Trần Đức Đô được tham gia lễ tang. Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như nước sát khuẩn, khẩu trang cũng đã được áp dụng. Tại lễ tang, ông Trần Đức Hội, bố của Trần Đức Đô, cảm ơn đại diện đơn vị quân đội, chính quyền địa phương, họ hàng, người dân đến tiễn đưa con trai ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Đúng 14 giờ ngày 1 tháng 7, lễ tang quân nhân, binh nhì Trần Đức Đô đã được tiến hành với nghi thức theo quân đội. Gia đình quân nhân Trần Đức Đô cho biết, ngày 27 tháng 6, Đô gọi điện thoại về cho dì trong tình trạng sức khỏe mạnh. Sau cái chết oan ức của Trần Đức Đô thì gia đình có một cái tình nghi và đồng thời không đồng tình với thông báo của cơ quan là em tự treo cổ tự tử. Cái điều đó thì có một nghi vấn rất là lớn, nên gia đình cho biết thêm thông tin. Gia đình quân nhân Trần Đức Đô cho biết vào ngày 27 tháng 6, Đô gọi điện thoại về cho dì trong tình trạng sức khỏe mạnh, bị nói là bắt nạt nhưng dặn dì không kể lại cho bố mẹ xem. Đây là một thông tin rất là quan trọng, hữu ích, cung cấp thêm cho cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc này. Và hiện tại rõ ràng là 4 năm cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra, tuy nhiên chưa có kết quả chính xác. Nhưng hiện tại thì không tránh khỏi từ phía gia đình, người dân và bà con lân cận, thậm chí cộng đồng mạng, thì họ xôn xao bàn tán về cái chết của quân nhân Trần Đức Đô.
cho rằng là cái chết của em có nhiều uẩn khuất đâu đó, chứ không thể nào em tự treo cổ. Mà cái điều đó thì đã làm cho mọi người hết sức là quan tâm, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Hy vọng cơ quan chức năng điều tra để trả lại kết quả sớm cho gia đình của em Trần Đức Đô. Đây là một cái thông tin mà vô cùng quan trọng, vì em gọi điện về cho người thân nói là bị bắt nạt. Liên quan tới quân nhân Trần Đức Đô sinh năm 2002, quê tại khu Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tử vong tại đơn vị. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo người nhà quân nhân này cho biết, Đô đăng ký nhập ngũ vào ngày 16 tháng 1 và thực hiện huấn luyện tại Bắc Giang. Đến giữa tháng 6, anh chuyển nơi huấn luyện đến Đại học Quân sự Quân khu 1. Hôm ngày 27 tháng 6 thì được thông tin là Đô vẫn còn khỏe mạnh, gọi về cho dì, nói là bị một đội trưởng bắt nạt nhưng dặn dò không kể cho bố mẹ nghe. Đây là một manh mối và mấu chốt chúng ta có thể là dự đoán, và đồng thời hãy chờ kết quả từ phía công an điều tra và các cơ quan chức năng trả lời sớm nhất về kết quả của em Trần Đức Đô. Thì cái thông tin này hiện tại đang rò rỉ lan tỏa trên cộng đồng mạng các bạn ạ, nói rằng là đội trưởng bắt nạt. Tuy nhiên thì giữa người dì và cháu có trao đổi với nhau qua cuộc điện thoại. Đây là một cái thông tin rất là quan trọng để có thể là cơ quan chức năng tìm ra manh mối. Đến chiều ngày 28 tháng 6 thì đơn vị gọi về báo cháu đột tử, nhưng sau đó một lúc thì gọi lại bảo là cháu tự tử. Đây là lời chia sẻ của người thân em Trần Đức Đô chia sẻ với báo chí. Sau khi nhận được tin báo, gia đình Đô được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên nhận thi thể con. Đến nơi, người nhà cho biết việc khám nghiệm tử thi đã hoàn tất. Khi nhận thi thể, gia đình phát hiện nhiều vết thương trên đầu, mặt, lưng và ngực. Người thân của Đức Đô chia sẻ trong uất nghẹn. Theo gia đình quân nhân Trần Đức Đô, chiều ngày 28 tháng 6, gia đình nhận điện thoại từ đơn vị thông báo quân nhân này tử vong là do tự tử tại đơn vị. Tuy nhiên, gia đình Trần Đức Đô cho rằng điều này là không có thể xảy ra. Và có một nghi vấn gì đó, trước đây thì gia đình cũng không có một cái mâu thuẫn gì với em, và đồng thời xung quanh những bạn bè hàng xóm láng giềng cũng không liên quan gì đến cái việc em tự tử. Theo ông Trần Đức Hội chia sẻ, khi mà nhận tử thi của con thì trên người của Đô có nhiều vết thương ở vùng đầu, vùng mặt, vùng lưng và ngực. Cho nên điều này vô cùng bức xúc, gây hoang mang trong dư luận. Sau nhiều giờ đấu tranh thì là ông Trần Đức Hội được trực tiếp chứng kiến cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi con trai của mình. Anh được thông báo phổi của con phù nề, có dịch, cổ và gáy có vết thương dây thần, phế quản và thanh quản sưng, đầu chảy máu, có dịch tràn ở mũi, vân vân, không có dấu hiệu treo cổ tự tử như đã thông báo. Thông tin đến đây là chắc có lẽ quý vị khán giả và cộng đồng mạng cũng hiểu rõ được phần nào. Gia đình đã trực tiếp chứng kiến cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi con mình thì cái điều đó là không liên quan đến là dấu hiệu tự tử. Như vậy đây là một cái vấn đề hết sức là tình nghi và oan ức trong cái chết của con trai mình. Tuy nhiên gia đình vẫn chờ kết quả khám nghiệm. Trao đổi với phóng viên nhà báo, ông Trần Đức Hội, bố đẻ của quân nhân Trần Đức Đô ở Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết gia đình vẫn đang chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi cuối cùng. Và ông Hội cũng chia sẻ thêm, chiều 29 tháng 6, các thủ tục tang lễ cho con trai đã xong, nhưng người nhà quyết định chưa mai táng. Họ dự định tìm nơi nhận giữ thi thể cho đến khi vụ việc được làm sáng tỏ. Gia đình đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan nơi con nhập ngũ để biết chính xác về nguyên nhân cái chết của con trai của mình tử vong. Còn về phía thông tin từ cơ quan, những vết bầm trên cơ thể do quá trình treo cổ, do Đô giãy giụa vùng vẫy. Trao đổi với phóng viên sáng ngày 30 tháng 6 thì Đại tá Nguyễn Xuân Thình, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1, Bộ Quốc phòng cho biết vụ việc quân nhân Đức Đô tử vong đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, bước đầu khẳng định không có việc Đô bị đánh vì đơn vị đang huấn luyện ngoài thao trường. Về các vết bầm trên cơ thể của quân nhân này, Đại tá Thình chia sẻ với báo Dân Trí, có thể là trong quá trình treo cổ, Đô giãy giụa vùng vẫy nên sợi dây thần siết chặt tạo vết bầm hằn sâu trên cổ. Đồng thời, theo thông tin ban đầu từ cơ quan pháp y, các vết xước trên cơ thể Đô không có tác động của ngoại lực.
đơn vị đã làm rõ và có trả lời rõ ràng về vụ việc của quân nhân Đức Đô nếu giả sử nguyên nhân do mất đoàn kết, pháp luật và kỷ luật quân đội sẽ làm nghiêm, không có chuyện bao che, giấu giếm trong vụ việc này. Đại tá Thình khẳng định với báo chí, nói về cái chết của con trai mình, ông Trần Đức Hội vô cùng xót xa. Bố đẻ của quân nhân Trần Đức Đô cho biết, đầu năm nay, con trai anh viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, nửa tháng nay, Đô được chuyển đến tiểu đoàn 4, đại đội 14, trường Đại học Quân sự Quân khu 1 tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên huấn luyện. Thì bất ngờ vào lúc 17 giờ ngày 28 tháng 6, tôi nhận được điện thoại của một người xưng là thủ trưởng của cháu Đô, gọi đến để báo gia đình cháu bị đột quỵ tại thao trường. Đến 10 phút sau thì họ lại gọi bảo con tôi đang nguy cấp được cấp cứu tại bệnh viện gang thép Thái Nguyên, nên gia đình tôi tức tốc lên đó. Khi đi được nửa đoạn đường, tôi lại nhận điện thoại nói con tôi có mâu thuẫn gì không mà cháu thắt cổ, khiến chúng tôi hết sức là hoang mang, đau khổ. Khi gia đình tới nơi, những người của quân đội không cho gặp ngay mà đưa chúng tôi đi vòng vèo. Khi tôi thấy thi thể con mình thì cháu đã lạnh cống, cứng đơ và tím ngắt. Anh Hội chia sẻ với báo chí hết sức là nghẹn lòng. Những thông tin liên quan về em Trần Đức Đô đã tử vong như vậy, tất cả cộng đồng mạng, bà con trong nước cũng như ngoài nước. Tuy nhiên bên cạnh đó có những thông tin rò rỉ rằng là em có gọi điện thoại về cho dì của mình. Và qua những cái video các bạn cũng đã thấy rồi đó, những người nhà, người thân gào thét vô cùng oan ức cái chết của em Trần Đức Đô. Thực sự là có một nghi vấn rất là lớn cộng đồng mạng quan tâm và đồng thời vô cùng bức xúc về cái chết của em Trần Đức Đô. Thì chúng ta hãy chờ đợi những cơ quan pháp y, cơ quan ban ngành và đồng thời là họ có những cái khám nghiệm tử thi cuối cùng để trả lời cho gia đình của em Trần Đức Đô cũng như bà con nhân dân cộng đồng mạng biết rõ thông tin vì sao em Trần Đức Đô đã tử vong. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi thông tin. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký và nhấn chuông thông báo để tiếp tục theo dõi câu chuyện. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.